Ngày 30 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh viện đã phẫu thuật thành công cứu sống một công nhân bị hai thanh sắt lớn đâm xuyên bụng, ngực. Thông tin ban đầu, bệnh nhân Quy, 27 tuổi, phường 5, Đà Lạt, nhập viện ngày 28 tháng 5. Phòng cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Quy trong tình trạng có hai thanh sắt lớn, thường dùng đổ bê tông nhà, đâm thấu người, trong đó một thanh đâm từ hông lên bả vai, chạm vào cổ, một thanh khác đâm thủng vai từ trước ra sau. Anh Quy nhập viện trong tình trạng hô hấp đang yếu dần. Người nhà cho biết anh Quy bị tai nạn khi đi phụ hồ khiến thanh sắt đâm vào người. Những người cùng làm với anh đã dùng cưa máy để cắt thanh sắt đưa anh Quy ra khỏi khu vực bị nạn đi cấp cứu. Do vậy nên khi nhập viện, trên người anh Quy vẫn còn hai thanh sắt dài 35cm và 50cm. Sau khi thực hiện các thăm khám trước phẫu thuật, bệnh nhân được xác định có vết thủng phổi, thủng cơ hoành, đồng thời gan cũng bị thủng. Trưa 30 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bệnh nhân Quy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh viện cần theo dõi chặt để xử lý các tổn thương nội tạng có khả năng biến chứng.